mình đang mặc là size XL nha, rất là to. XL dành cho mấy bạn 6-70kg là mặc được nè. Kiểu dáng đơn giản nha, cổ tim, viền họa tiết beo, size sọc beo và quần sọc beo luôn nha. Quần rất là to, 50kg mặc còn rộng rất là nhiều. Mấy bạn 6-70kg là mặc lên phong cực đẹp luôn nha. Quần này dạng lẫn ha, độ dài của nó là 1.5 lên mặt nó hơn giữa bắp chúa. Một cái 6 mặt ở này một cái bản mặt nó không ngắn ha, một cái bản mặt ok, một cái bản mặt ít ngắn tầm cỡ này nè. Quần là có hai túi sâu luôn mà để điện thoại vô tư luôn nha. Xả phong áo ra, phong này là 6-70kg mặt lên là cực đẹp luôn ha. Và mẫu này thì hơi nghiêng về độ tuổi trung niên một tí, là từ 30-50 tuổi mặt được nha. Thậm chí có mấy chị mà 50-60 tuổi mặt cũng ok ha. Như chị mới bây giờ mình rất thích mặc những cái đồ bộ như vậy. Và cái này là chiếc thun thun cotton nha, mặt nó thấm mô tốt ha và co giãn. Hiện tại hàng về là có 4 size XL, 2X, 4X và tận 5X luôn nha. 5X rất là to. Cái phong 5X nè các bạn xem, cực to luôn nha, có cái áo 5X. Và cái quần, cái quần của cái 5X này cực kỳ to luôn nha. Mình 50kg là có thể chui vào một ống quần. Và các bạn biết bộ đồ này 100kg là có thể mặc được rồi. Lâu lâu thì tìm được những mẫu mà size đại để phục vụ các bạn là 90-100kg á. Các bạn mà ưng mẫu thì hốt ngay đi, số lượng không có nhiều ha. Nè, 50kg là có thể chui vào một ống quần của các form 5X luôn ha. Và các bạn biết là 90-100kg mặc là bao vừa luôn nha, lên không cực đẹp luôn.